Xin cảm ơn anh em đặt hàng cửa hàng lại gói gửi dây tín hiệu AV của Đức cho anh em, dây cắm điện thoại máy tính. .5 của Mỹ cho anh em. Đều đồng giá là 200.000 đồng một dây. Và đó là giá tại cửa hàng anh em nhé. Cửa hàng vẫn quay đi quay lại những sản phẩm này, bởi vì có bác xem được, những bác không xem được. Đây thì có gửi vào Hóc Môn, Sài Gòn, Bình Sơn, Quảng Ngãi, thành phố Thái Bình, Lục Nam, Bắc Giang. Và Quỳnh Phụ, Thái Bình. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng đặt hàng. Thì cái dây này nó là dây của Mỹ Audio Sách 1m82 là chiều dài. Dây này nó có phần nhựa đây, như kiểu chống nhiễu. Và một đầu 3.5, một đầu AV. Thì nó xịn hơn so với những cái dây của Trung Quốc Choicy trên thị trường. Là nó bọc dù, là cái đầu cắm này nó dày, nó chắc, nó cứng. Thì là nó truyền tải âm thanh, cái lõi dây nó tốt, truyền tải âm thanh tốt. Nó hơn là ở những cái đó, thì nó quyết định lên cái chất lượng âm thanh. Còn cái dây AV của Đức này cũng như vậy. Cái phần kim loại truyền tải bên trong của dây nó rất là nhiều. Cũng như là cái đầu cắm này anh em nhìn thấy này, nó cực kỳ dày luôn. Thì độ ôm vào cái âm ly của bác nó sẽ rất chắc. Và độ giữ, độ chuẩn chỉ nó không bị sôi ù theo thời gian. Nó không bị vỡ. Thì tạo ra thành mô ve. Thì nó ngon là ngon ở những cái đó, phân tích ra. Chứ không phải là một cái dây AV cứ cắm vào là nó như nhau được. Điều đó là điều khác biệt hoàn toàn. Thì anh em cứ đặt hàng, cửa hàng lại gói gửi cho các bác đến tận nơi. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng của cửa hàng. Gửi đi khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Dây này thì dài 1m9, 1m9. Dây này 1m82, mình coi nó là 1m8 đấy. Dây này là hàng tồn kho của Đức anh em nhé. Đây gọi là một dây. Mỗi với hai đầu để anh em cắm từ lọc hoặc từ vàng xuống âm ly, hoặc từ đầu đĩa. Nó gọi là dây AV. Đây là dây một đầu 3.5 là dùng để cắm vào máy tính hoặc là điện thoại. Gửi đi khắp nơi. Đây là buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là các bác xem video này lại đặt hàng thì cả lại gói gửi thêm cho anh em khắp nơi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Hàng là chuẩn chỉ, đảm bảo chất lượng anh em nhé. Hàng phải xịn thì cửa hàng mới bán được. Nghĩa là những cái mặt hàng tốt thì cửa hàng mới nhập về bán, chứ không phải là bán những cái loại mà cho nó có đâu. Không phải tự nhiên đi nhập những dây này cho anh em ạ. Cái chất lượng là phải đặt lên hàng đầu, và sau đó đến giá cả phải chăng. Anh em cứ đặt hàng cửa hàng gói gửi, địa chỉ rõ trên tin nhắn, hoặc là các bác gọi điện đến cho địa chỉ sẽ gói đi cho anh em khắp nơi.